chuẩn bị pin để thay con Visa mạng test thử lên nguồn. Con Visa phát SATA 5. Thay pin. Thay pin cho con này. Pin dung lượng là 5000. Không biết mà cầu nào con bé. Không trúng. Có một cầu này. Xin đợi tiếp để thay màn, thay pin nhé. Chào mọi người nha. Đến tiếp. Như trước là mình thay trước, bây giờ mình thay pin. Con Vivo này. Xem có đủ nguồn 5V không? À, bao nhiêu đây? 4, 3, 4, 7. 4, 4, 4. Xem có đủ nhé. Xem có chuẩn không nha, nó lắp có chuẩn nha, không lắp vào điện thoại. Toàn 349. Không nhìn thấy đâu. Đây mình sẽ đo nhé. Đo xem có phải nha, cộng bên này. Trừ bên này. Rồi 349 chuẩn nhé, lắp chuẩn nhé. Người mà có gì đo lắp vào sai nó. Mình sẽ lắp vào máy nhé. Và mình sẽ dán keo lại này nữa. Cắt pin to giống kiểu nó luôn. Đây còn nhỏ hơn này. Chân nhỏ. Nó lắp lên nguồn. Em à. Đó là chuẩn à. Pin mới 100%. Nó khởi động lâu cái máy này. Đây, lên nào. Rồi mình sẽ tắt nguồn, mình lắp lại đây. Nhìn so với bên ngoài nó hơi nhỏ. Hơi nhỏ nha mọi người ạ. Hơi nhỏ một xíu. Mà không vấn đề. Thì tiến hành lắp vào thôi. Kéo ra lại nhé. Đây là mặt kéo này. Có bằng dính hai mặt đấy nhưng mà không lấy nữa.
Là ok. Lắp cái vân tay vào được. Ép pin vào. Phải đọc lại em ạ. Đây làm hoàn thiện này, làm hoàn thiện. Vivo Star 5 hoàn thiện này. Quảng cáo luôn này. Rồi ok nhá.